tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào quý vị. Trong bản tin sáng ngày 22 tháng 7 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý sau đây. Tỉnh BC thông báo thời gian hạ nhiệt 3 ngày khi mua bán nhà để giảm rủi ro cho người mua. Tỉnh Ontario gia hạn ngày nghỉ bệnh có lương vì Covid-19 tới tháng 3 năm 2023, mở lịch tiêm cho trẻ em dưới 5 tuổi từ 28 tháng 7. Tỉnh Quebec hiện không khuyến nghị các biện pháp mới để chống lại Covid-19, bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ dưới 5 tuổi từ thứ hai. Thu nhập hơn 220.000 đô la cần thiết để mua một ngôi nhà ở Toronto và Vancouver một cậu bé anh hùng được ghi nhận vì đã cứu gia đình trong vụ cháy nhà ở Moncton. Làm gì ở Toronto vào cuối tuần này? Từ 22 đến 24 tháng 7, có 5 sự kiện thú vị để tham gia vào cuối tuần này. Ấn Độ có nữ tổng thống đầu tiên đến từ cộng đồng dân tộc thiểu số. Việt Nam phản đối việc bị Mỹ đưa vào danh sách đen buôn bán người. Nắng nóng kỷ lục của châu Âu lan rộng đến Ba Lan và Hy Lạp khi di chuyển về phía đông và gây cháy rừng. Liều mạng giải cứu 5 trẻ em trong đám cháy, người hùng giao bánh pizza nhận được khoản quyên góp hơn nửa triệu đô la Mỹ. Và trong bản tin chi tiết sẽ có thêm một số tin tức đáng chú ý khác. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây, mở đầu với phần tin Canada cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. thủ tướng trudeau nói rằng hockey canada bỏ quỹ dự trữ là tốt nhưng mà vẫn cần phải hành động nhiều hơn hockey canada đã thực hiện một bước đi đúng hướng hôm thứ tư khi tuyên bố sẽ không sử dụng quỹ dự phòng để giải quyết các vụ tấn công tình dục nữa nhưng mà họ cần phải làm nhiều hơn để lấy lại lòng tin của người dân canada theo lời thủ tướng justin trudeau quỹ công bằng quốc gia của hockey canada được biết tới vào đầu tuần này khi mà cơ quan quốc gia này đang trong một cuộc tranh cãi để xử lý một vụ tấn công tình dục vào năm 2018 ở London, Ontario liên quan tới 8 cầu thủ trong đội khúc côn cầu trẻ thế giới vào năm 2018 của Canada. Hockey Canada có một quỹ được duy trì bằng phí hội viên thu được trên toàn quốc để thanh toán cho bất kỳ những trách nhiệm pháp lý không được bảo hiểm mà khi chúng phát sinh, bao gồm cả các khiếu nại tiềm ẩn về lạm dụng tình dục Bản chất bí mật của nó đã gây ra sự phẫn nộ từ nhiều người, bao gồm cả Thủ tướng Justin Trudeau, người đã gọi tin tức này là không thể chấp nhận được. Và cuối ngày hôm đó thì Hockey Canada cho biết có hiệu lực ngay lập tức, quỹ sẽ dành riêng cho các sáng kiến an toàn, sức khỏe và bảo hiểm trong toàn tổ chức. Thủ tướng Justin Trudeau nói thêm, hành vi của họ trong những năm qua và đặc biệt là trong những tháng qua không xứng đáng là một tổ chức hiện thân của rất nhiều hy vọng và ước mơ cho những người trẻ Canada, cho thể thao cho cuộc sống an lành cho rất nhiều bậc cha mẹ và những người giao con cái của họ cho tổ chức này và các tổ chức khác phát triển từ đây. Người thuê nhà Canada sẽ sống có thể bao gồm các khoản thanh toán tiền thuê nhà trong lịch sử tín dụng. Một công ty có tên là Fintech Borrower đã thông báo vào ngày thứ Ba rằng họ sẽ bắt đầu báo cáo thông tin thanh toán tiền thuê nhà cho Equifax Canada trước cuối tháng 7. Dịch vụ có tên là Borrowell Range Advantage sẽ cung cấp cho những người có tài khoản, người dùng với công ty với khoản phí 5 đô la một tháng. Andrew Graham, giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Borrowell, người cung cấp tín dụng Equifax miễn phí cho người Canada cho biết, những người thuê nhà không nhận được tín dụng khi trả tiền nhà đúng hạn vì các cơ quan tín dụng không thể nhìn thấy chúng lần đầu tiên ở Canada, chúng tôi cho phép những người cho thuê giải quyết vấn đề đó bằng cách xây dựng lịch sử tín dụng với các khoản thanh toán tiền thuê của họ. Thông báo này được đưa ra vào thời điểm lãi suất thế chấp leo thang nhanh chóng đang buộc một số lượng người trẻ tuổi phải từ bỏ kế hoạch mua nhà, ngay cả khi mà họ đang phải trả giá thuê cao ngất ngưỡng. Julie Kersmick là quan chức cao cấp tại Equifax Canada, cho biết những người Canada thuê nhà thường phải trả nhiều tiền hơn những người đang trả tiền thế chấp hàng tháng. Và Equifax Canada cũng muốn có thể thêm thông tin đó và báo cáo tín dụng của họ để có một báo cáo hoàn chỉnh hơn. Lịch sử thanh toán đúng hạn và đầy đủ thường giúp người tiêu dùng xây dựng được điểm tín dụng tốt. Nhưng mà điểm tín dụng từ trước tới giờ thường dựa trên dữ liệu nợ thay vì là dữ liệu thanh toán hóa đơn. Điều này có nghĩa là Mặc dù người mua nhà có thể xây dựng điểm tín dụng của họ bằng các khoản thanh toán thế chấp với ngân hàng, thế mà người thuê nhà lại không thể tích điểm thông qua việc trả tiền thuê nhà đúng hạn. Khả năng tích điểm tín dụng với các khoản thanh toán tiền thuê nhà có thể giúp cho những người thu nhập thấp đang phải thuê nhà theo nhiều cách. Nó không chỉ dừng lại ở cơ hội tiếp cận với các sản phẩm tín dụng như là thẻ tín dụng, mà còn ở các khoản vay để mua xe hơi với lãi suất thấp hơn. tỉnh PC thông báo thời gian hạ nhiệt 3 ngày cho việc bán nhà để làm giảm rủi ro cho người mua. British Columbia đã công bố thời hạn 3 ngày bắt buộc để người mua nhà có thời gian sắp xếp việc kiểm tra và thực hiện các bước quan trọng khác như là bảo đảm nguồn tài chính trong thị trường bất động sản đầy áp lực của tỉnh. Bộ Tài chính Selena Robinson cho biết, chính sách bảo vệ người tiêu dùng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 nhằm mục đích là mang lại cho mọi người sự an tâm vì có nhiều lời đề nghị vô điều kiện mà chúng có thể khiến cho người mua phải trả hàng ngàn đô la để sửa chữa sau này. Bà Robinson cho biết, chính sách này là chính sách đầu tiên thuộc loại này ở Canada, bao gồm phí hủy 0,25% giá mua hoặc là 250 đô la cho mỗi 100.000 đô la đối với những người rút khỏi giao dịch, giúp cân bằng nhu cầu của cả người mua và người bán. Người mua vẫn có thể đưa ra đề nghị có điều kiện về việc kiểm tra nhà hoặc mua nhà bất cứ lúc nào, tỉnh cho biết trong một tuyên bố. Bà Robinson nói rằng thời gian bảo vệ người mua nhà dựa trên các cuộc tham vấn với cơ quan dịch vụ tài chính tỉnh PC và trải nghiệm của những người mua đã vội vã giao dịch để rồi sau đó hối hận. Chính phủ Canada sẽ chi 1 triệu đô la để tiếp cận các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh đồng mùa khỉ. Chính phủ liên bang có kế hoạch trao một triệu đô la cho các tổ chức cộng đồng trên khắp đất nước để cung cấp cho những người đồng tính nam và song tính thông tin về bệnh đậu mùa khỉ và để chống lại sự kỳ thị xung quanh căn bệnh này. Bộ trưởng môi trường Stephen Gilbo cho biết, tổ chức cộng đồng Redzo ở Montreal sẽ nhận được 150.000 đô la để hỗ trợ các nỗ lực tiếp cận địa phương và cấp tỉnh, và ủy ban phòng chống AIDS của Toronto và Max Ottawa, mỗi nơi sẽ nhận được 100.000 đô la. Bộ trưởng Môi trường đã đưa ra thông báo vì Bộ trưởng Y tế không có mặt. Hai tổ chức ở Vancouver và một ở Edmonton cũng dự kiến sẽ nhận được tiền và cơ quan y tế công cộng sẽ giữ 100.000 đô la dự phòng để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến bệnh đầu mùa khỉ. Tính đến thứ Tư, đã có 604 trường hợp được xác nhận mắc bệnh đầu mùa khỉ ở Canada với phần lớn ở tỉnh Quebec và Ontario. Nối tiếp bản tin sẽ là những tin tức về dịch COVID-19 ở tỉnh Ontario và Quebec. Ontario gia hạn ngày nghỉ bệnh có lương vì COVID-19 tới tháng 3 năm 2023 và mở lịch tiêm vaccine cho trẻ em dưới 5 tuổi. Chính phủ Ontario cho biết họ sẽ gia hạn chương trình nghỉ bệnh có lương cho những trường hợp nghỉ việc do COVID-19 cho đến cuối tháng 3 năm 2023. Chính phủ cho biết những người lao động đủ điều kiện sẽ tiếp tục nhận được tới 200 đô la một ngày trong tối đa 3 ngày nếu họ cần đi xét nghiệm, tiêm chủng, tiêm phòng tăng cường, tự cách ly hoặc là chăm sóc cho một thành viên gia đình bị bệnh COVID-19. Chính phủ cho biết họ sẽ tiếp tục hoàn trả cho những người sử dụng lao động đủ điều kiện để bù lại những ngày nghỉ phép được trả lương. Đầu tháng 7, Thủ hiến Đất Ford đã được thúc giục gia hạn chương trình vì ban đầu nó được dự kiến kết thúc vào ngày 31 tháng 7. Trong một diễn biến khác, chính phủ Ontario cho biết họ sẽ cho phép đặt lịch hạn tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 6 tháng tuổi đến 5 tuổi vào tuần tới. Bắt đầu từ thứ Năm ngày 28 tháng 7 lúc 8 giờ sáng, cha mẹ của những đứa trẻ nhỏ nhất sẽ có thể đưa con mình đi tiêm vaccine COVID-19. Các cuộc hẹn có thể được thực hiện thông qua cổng tiêm chủng của tỉnh, các đơn vị y tế công cộng địa phương, các hiệu thuốc tham gia, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính và bác sĩ nhi khoa. Mũi tiêm Moderna Spivax là loại vaccine đầu tiên được chấp thuận cho gần 2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở Canada. Những trẻ đủ điều kiện sẽ được tiêm vaccine Moderna COVID-19 dành cho trẻ em, được sửa đổi để liều lượng thấp hơn một nửa so với liều lượng được tiêm cho nhóm tuổi tiếp theo là 6-11 đến 11 tuổi. Trong một loạt, hai liều được khuyến nghị cách nhau 8 tuần. Còn tại tỉnh Quebec, Quebec hiện không khuyến nghị các biện pháp mới để chống lại COVID-19 bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ dưới 5 tuổi từ thứ hai. Giám đốc y tế công cộng của tỉnh cho biết, trước khi khởi động chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em dưới 5 tuổi, số ca nhập viện COVID-19 của tỉnh Quebec đã không còn quá cao. Tiến sĩ Luke Boyle cho biết, các trường hợp mắc và nhập viện vẫn đang tăng lên, nhưng chậm hơn so với thời điểm bắt đầu làn sóng. Ông Boyle cũng thông báo rằng, tỉnh sẽ bắt đầu cung cấp vaccine Moderna cho trẻ em trong độ tuổi từ 6 tháng tuổi đến 5 tuổi tại các phòng khám y tế và trung tâm vaccine kể từ tuần tới. Ông cho biết, trẻ em sẽ được cung cấp một liều lượng bằng 1 4 liều lượng tiêm cho người lớn, cung cấp phản ứng miễn dịch rất tốt sau hai liều. Ông nói thêm, hầu hết sẽ không cần đến liều thứ ba, ngoại trừ những người bị suy giảm miễn dịch. Trước đó, thứ năm, Thủ hiến Quebec Francois Legault cho biết, các quan chức y tế công cộng không khuyến nghị các hạn chế COVID-19 mới, mặc dù mức độ lây truyền cao trong cộng đồng trên toàn tỉnh. Ông Bolo kêu gọi mọi người thực hiện các biện pháp phòng ngừa như là rửa tay. Ông cũng khuyến nghị tiêm liều tăng cường COVID-19 cho những người chưa nhiễm virus trong vài tháng qua và cho những người đã tiêm liều cuối cùng cách đây hơn năm hoặc là 6 tháng. Nhưng ông cho biết y tế công cộng chưa có kế hoạch áp dụng lại các biện pháp như là bắt buộc đeo khẩu trang. cần có mức thu nhập hơn 220.000 để mua được một ngôi nhà ở Toronto hay là Vancouver. Theo dữ liệu khả năng chi trả nhà ở mới từ RateHub.ca, thì bạn cần phải kiếm được hơn 220.000 đô la một năm để mua một ngôi nhà ở Toronto và Vancouver với khoản thanh toán trước 20%. Trong khi giá nhà đang giảm ở các thành phố như là Toronto, Vancouver, Winnipeg Ottawa và Hamilton thì thu nhập cần thiết để mua nhà ở những thị trường này vẫn cao hơn do tỷ lệ kiểm tra khả năng chi trả và tỷ lệ thế chấp tăng. Ratehub.ca cho biết họ đã sử dụng dữ liệu bất động sản vào tháng 3 của năm 2022 và tháng 6 năm 2022 để thực hiện các tính toán. Đối với những người đi mua nhà ở Toronto cần kiếm thêm 15.750 hay là hơn 7% so với tháng 3, với những người ở Vancouver thì cần kiếm thêm 31.730 hay là 16%. Trên tất cả các thành phố của Canada, thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà đã tăng trung bình là 18.000 đô la chỉ trong 4 tháng qua. Thành phố Victoria tại tỉnh BC đã cho thấy mức tăng lớn nhất trong tháng 6 so với tháng 3, khi người dân ở nơi đây cần kiếm thêm 35.760 đô la Mới đủ khả năng để mua nhà. Đảng UPC Opera xác nhận ba ứng viên trong cuộc đua lãnh đạo vào hàng chót. Đảng bảo thủ thống nhất của Alberta đã xác nhận ba ứng viên cho cuộc đua lãnh đạo khi đồng hồ điểm qua thời hạn nộp đơn. Travis Hayes, Daniel Smith và Brian Jean đã được xác nhận là các ứng viên trước hạn chót 5 giờ chiều ngày hôm nay ông thầy đã từ chức bộ trưởng tài chính vào cuối tháng 5 để tranh cử trong khi ông Jin hiện là thành viên của cơ quan lập pháp UCP và bà Smith là cựu lãnh đạo của đảng Wildrose của Alberta. Ngoài ra còn năm người khác cho biết là đã nộp đủ số lượng chữ ký cần thiết và đang chờ được xác nhận là ứng cử viên. Đảng đã xác nhận rằng họ sẽ thông báo từng ứng viên được chấp thuận khi mà yêu cầu được đáp ứng. Họ dự kiến tất cả các ứng cử viên sẽ nhận được kết quả trước ngày 27 tháng 7. Cho đến nay thì chỉ có 17% các nhà trẻ được cấp phép của Toronto đăng ký vào chương trình 10 đô la một ngày. PPNR rất vui mừng khi mà biết vào đầu năm nay rằng Ontario đã ký một thỏa thuận với Ottawa để tham gia một chương trình chăm sóc trẻ quốc gia với ý định là giảm mức phí trong trẻ xuống trung bình còn 10 đô la mỗi ngày vào năm 2025. Nhưng khi thời hạn cho các trung tâm chăm sóc trẻ tham gia vào chương trình sắp kết thúc, bà mẹ hai con đã biết rằng nhà trẻ của cô có thể sẽ không tham gia. Những lo lắng của cô ấy có thể sẽ được chia sẻ bởi những phụ huynh Toronto khác đó là khoảng 660 trong số 1042 trung tâm giữ trẻ được cấp phép của thành phố vẫn chưa chọn tham gia chương trình chăm sóc trẻ em trên toàn Canada do chính phủ liên bang khởi xướng. Hạn chót để tham gia trong năm nay là ngày 1 tháng 9, cô Aguirre nói, chăm sóc trẻ có thể chiếm tới 40% thu nhập của chúng tôi. Khi mà khoản phí đó giảm thì nó sẽ thay đổi cuộc sống của tôi cũng như nhiều gia đình khác thỏa thuận của chính phủ liên bang và tỉnh trị giá 13,2 tỷ đô la kéo dài 6 năm được công bố vào tháng 3 đã hứa với các bậc cha mẹ ở Ontario một khoản hoàn lại là 25% chi phí giữ trẻ của họ trong năm nay, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 và giảm thêm 25% nữa bắt đầu từ năm sau. Tính tới thứ tư thì có 45% trong số 729 nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em phi lợi nhuận được cấp phép của Toronto đã chọn tham gia chương trình, nhưng mà chỉ có 17% trong số 313 nhà cung cấp dịch vụ vì lợi nhuận đã tham gia. 16 trung tâm cả phi lợi nhuận và vì lợi nhuận đã chọn không tham gia. Nhiều sở hữu của các trung tâm thu lợi nhuận cho biết, họ đang thận trọng khi mà tham gia chương trình vì họ không biết chắc nó sẽ ảnh hưởng tới thu nhập của họ như thế nào. Một mối quan tâm chung khác đó là chương trình cung cấp cho các chính phủ quá nhiều quyền lực để điều khiển cách thức mà nhà trẻ hoạt động. Giá xăng ở tỉnh Ontario giảm 4 cent vào thứ Sáu, thấp nhất kể từ tháng Tư. Sau khi bắt đầu tháng với giá cao ngất ngưỡng, chi phí xăng dầu ở tỉnh Ontario đã giảm dần trong những tuần gần đây, một xu hướng sẽ tiếp tục vào thứ Sáu. Chuyên gia nói rằng giá xăng sẽ giảm 4 cent vào lúc nửa đêm xuống còn 174,9 cent mỗi một lít tại hầu hết các trạm bơm xăng ở khu vực đại đô thị Toronto, GTA. Mức giảm dự kiến vào thứ Sáu sẽ làm giảm giá xăng chưa từng thấy trong tỉnh kể từ tháng Tư. Đây là một tin tốt cho những người lái xe vì mức giá trung bình của tháng Sáu đạt mức 200,9 cent mỗi một lít. Cậu bé anh hùng được ghi nhận vì đã cứu gia đình trong vụ cháy nhà ở Moncton. Felix Daly, 8 tuổi, đang chơi ngoài trời vào cuối tháng 5 trong khu phố Castelcourt thì thấy khói đen bốc ra từ hiên nhà. Cậu bé đã lao qua cửa sau và báo cho gia đình biết về ngọn lửa và nó đã thiêu rụi ngôi nhà chỉ trong 10 phút. Chú của cậu bé nghe em báo và phát hiện ngọn lửa bén qua các tấm ván sàn của hiên nhà đã hét lên với những người khác. Cha, anh trai và em họ của Felix, tất cả họ đều chạy thoát kịp thời ra cửa sau. Emily Daly là mẹ của Felix đang làm việc khi vụ hỏa hoạn xảy ra, khi cô ấy nhận được một cuộc điện thoại cho cô ấy biết những gì đã xảy ra, cô ấy đã ngã quỵ xuống đất. Tuần này thì Felix đã được trao chứng chỉ công nhận của thành phố Mountain và huy hiệu từ cảnh sát cứu hỏa vì đã có hành động nhanh chóng để cứu gia đình mình khỏi vụ cháy nhà. Gấu trúc đỏ có nguy cơ tuyệt chủng ra đời tại sở thú Toronto. Lần thứ ba trong vòng 25 năm, một gấu trúc con có nguy cơ tuyệt chủng đã được sinh ra tại cơ sở này, Paprika, một con gấu trúc đỏ 4 tuổi, đã hạ sinh đàn con đầu tiên tại vườn thú Toronto vào ngày 13 tháng 7. Vườn thú thông báo vào hôm thứ Năm, du khách vẫn chưa thể được nhìn thấy chú gấu con và gấu mẹ vào thời điểm hiện tại, nhưng chú gấu đang trong tình trạng khỏe mạnh. Nhân viên chăm sóc động vật hoang dã đã có thể khám chú gấu chưa được đặt tên của vườn thú hôm thứ Ba và ghi nhận nó nặng 221 gram, chưa bằng một lon nước gấu mẹ Paprika đã dành thời gian nghỉ ngơi để thư giãn và chải chuốt bản thân trước khi trở lại nghĩa vụ người mẹ, vườn thú cho biết. Theo trang web của Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới, cấu trúc đỏ có tổng dân số ước tính dưới 10.000 con. Gần một nửa trong số đó được tìm thấy ở phía đông Himalaya. Tổ chức phi lợi nhuận cho biết loài động vật ăn cỏ sống trên cây này sẽ lớn hơn mèo nhà một chút đoàn xe của House Angels đã giải tán khỏi thành phố Toronto. Một đoàn xe lớn lên tới 1.000 thành viên của House Angels đã đến đầu phía đông của thành phố Toronto trước sự hiện diện của đông đảo cảnh sát vào ngày thứ Năm và chỉ vài giờ sau thì đoàn xe đã giải tán. Chuyến xe được tổ chức để vinh danh thành viên lâu năm của Toronto House Angels, đó là Donnie Peterson, người đã qua đời ở tuổi 74 vì tuổi già. Sau khi rời khỏi thành phố Newmarket vào khoảng 11 giờ sáng, những người của đoàn xe House Angels đã đi về phía nam trên Don Valley Parkway trước khi đi về phía đông, dọc theo đường Lexor Boulevard East và rồi đi về phía bắc theo đường Carlo Avenue. Đoàn xe đã kết thúc vào khoảng giữa trưa. Lúc đó, hàng trăm người đã đậu ở bên ngoài của một cửa hàng ở trên Carlo Avenue, nơi được cho là được điều hành bởi House Angels. Họ đã ở trong khu phố trong vài giờ và đã được nhìn thấy đang tương tác với nhau dọc theo Carlo Avenue. Hầu hết thì họ đã đồng loạt khởi hành và rời đi trước 3 giờ chiều. Làm gì ở Toronto vào cuối tuần này từ 22 đến 24 tháng 7? Có 5 sự kiện thú vị để tham gia vào cuối tuần này. Toronto có rất nhiều điều thú vị để tham gia vào cuối tuần này. Dưới đây là một số sự kiện diễn ra vào cuối tuần lễ hội bia của Toronto từ 22 đến 24 tháng 7. Những người đam mê bia hay là muốn thử bia hãy đến bờ sông Benchel Park để tham dự lễ hội bia của Toronto, điểm đến tuyệt vời cho những người yêu thích bia vào cuối tuần này. 50 nhà máy bia từ những tên tuổi lớn đến các nhà sản xuất bia thủ công địa phương sẽ có các gian hàng tại lễ hội cung cấp nhiều loại bia để làm dịu cơn khát của bạn. Bia sẽ không phải là thứ duy nhất bạn có thể trải nghiệm tại lễ hội này, các buổi biểu diễn âm nhạc vào cuối tuần bao gồm rapper người Mỹ Nas vào thứ sáu, ban nhạc Sam Roberts và Strambellas vào thứ bảy và Revivalist và Matt Mays vào chủ nhật. Lễ hội diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7 tại công viên Ban ở nơi triển lãm. Exhibition Place, vé một ngày và vé cuối tuần có bán tại beerfestival.ca. Còn bốn sự kiện khác để tham gia vào cuối tuần này, đó là nhún nhảy theo nhạc tại Woodbine Park từ 22 đến 23 tháng 7. Đi đến Woodbine Park để thưởng thức âm nhạc cuối tuần, từ nhạc house đến disco đến funk, soul, latin, R&B và hip hop. Bữa tiệc khiêu vũ kéo dài 2 ngày của lễ hội nhạc jazz tại The Beaches, Grooving in the Park sẽ diễn ra vào tối thứ sáu từ 7 giờ tối đến 11 giờ tối và thứ bảy thì từ 2 giờ chiều đến 11 giờ tối với Toronto DJ Starting from Scratch vào thứ bảy cũng sẽ có thức ăn và một khu vườn bia. Sự kiện này là miễn phí, xem chi tiết tại griffininthedpark.ca. Một sự kiện khác đó là lễ hội đường phố vui nhộn của Philippines từ 23 đến 24 tháng 7. Thứ bảy và chủ nhật này, hãy khám phá sự đa dạng và sống động của văn hóa Philippines tại phân Philippines ở New York ở phố Bathurst Street nằm giữa đại lộ Wilson Avenue và đại lộ Redburn Avenue sẽ được biến thành một lễ hội đường phố đầy màu sắc của mọi điều về Philippines. Bạn có thể thưởng thức và nếm thử nhiều món ngon do các đầu bếp người Canada gốc Philippines chế biến. Ngoài ẩm thực, thì lễ hội sẽ giới thiệu sự đa dạng của văn hóa Philippines, bao gồm các trò chơi truyền thống dành cho trẻ em, những màn trình diễn của các thành viên người Ifugao, bản địa của Philippines. Lễ hội cũng có âm nhạc và các tác phẩm văn hóa khác nhau, diễn ra từ 9 giờ sáng đến 11 giờ tối, thứ Bảy và 9 giờ sáng đến 6 giờ tối vào Chủ nhật. Ngoài ra thì có lễ hội Nam Á của TD, từ 23 đến 24 tháng 7, Chira Indian Bazaar sẽ tổ chức lễ hội Nam Á của TD vào cuối tuần này với đồ ăn, thức uống và hoạt động giải trí, tôn vinh các nền văn hóa đa dạng của Nam Á. Hơn 100 nghệ sĩ sẽ biểu diễn suốt cuối tuần từ các điệu múa truyền thống đến âm nhạc Bollywood. Cuối tuần này là lần thứ 20 của lễ hội, đó cũng là năm thứ 75 độc lập của Ấn Độ. Lễ hội sẽ được tổ chức vào thứ Bảy và Chủ nhật từ trưa đến 11 giờ tối tại Gerard India Bazaar trên phố Gerard Street giữa đại lộ Glenside Avenue đến đại lộ Coxwell Avenue. Và một sự kiện khác đó là lễ hội âm nhạc mùa hè Toronto từ nay đến ngày 30 tháng 7 Lễ hội âm nhạc mùa hè Toronto kéo dài đến hết ngày 30 tháng 7, sẽ mang một chương trình biểu diễn âm nhạc cổ điển đến các sân khấu trên toàn thành phố. Cuối tuần này, hãy thưởng thức một bản ngũ tấu của Brahms hoặc khám phá Mozart và Shostakovich được trình diễn bởi các nghệ sĩ biểu diễn cổ điển nổi tiếng. Tìm hiểu thêm tại torontosummermusic.com/events. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và thế giới trên kênh Cottage Channel và trên các nền tảng của tạp chí Cottage Magazine, là tờ tạp chí văn hóa, đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được thông báo khi chúng tôi phát hành những video mới. Rất mong quý vị ủng hộ bằng cách nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để phổ biến thông tin này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số công chuyện trên thế giới đáng chú ý sau đây. Nga giải thể cơ quan do Thái thúc đẩy nhập cư vào Israel. Nắng nóng gây gắt tấn công bờ biển phía đông và miền nam Hoa Kỳ trong ngày thứ ba liên tiếp. Trong khi đó, nắng nóng kỷ lục của châu Âu đã lan rộng đến Ba Lan và Hy Lạp khi di chuyển về phía đông và gây cháy rừng Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Mỹ phát hiện ca mắc bệnh bại liệt ở ngoại ô thành phố New York. Ấn Độ có nữ tổng thống đầu tiên đến từ cộng đồng dân tộc thiểu số. Việt Nam phản đối việc bị Mỹ đưa vào danh sách đen buôn bán người. Ba người chết vì bị bò hút tại lễ hội chạy đua với bò tót ở Tây Ban Nha. Liều mạng giải cứu 5 trẻ em trong đám cháy, người hùng giao bánh pizza nhận được khoản quyên góp hơn nửa triệu đô la Mỹ. Nữ diễn viên Amber Heard tìm cách đảo ngược phán quyết rằng cô đã nói xấu chồng cũ Johnny Depp. Chú gấu trúc đực khổng lồ già nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 35 ở Hồng Kông. Và một số tin tức đáng chú ý khác sẽ có trong phần tin chi tiết. Mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Nga giải thể cơ quan do Thái thúc đẩy nhập cư vào Israel. Bộ Tư pháp Nga đã yêu cầu giải thể chi nhánh Nga của cơ quan Do Thái, một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy nhập cư vào Israel, theo một tòa án ở Moscow cho biết. Trang web của tòa án ở quận Basmany cho biết bộ đã đệ đơn yêu cầu vào ngày 15 tháng 7 và sẽ thảo luận vào ngày 28 tháng 7, không có lý do gì để khởi động vụ kiện được đưa ra. Động thái chống lại cơ quan có trụ sở ở Jerusalem, một tổ chức phi lợi nhuận của người Do Thái lớn nhất trên thế giới, sau những chỉ trích của Israel về cuộc chiến của Nga ở Ukraine, nơi mà Bộ trưởng Ngoại giao Israel Yelapid đã cáo buộc vào tháng 4 vì tội ác chiến tranh. Tờ Bưu điện Jerusalem vào ngày 5 tháng 7 đưa tin, chính quyền Nga nghi ngờ cơ quan do Thái thu thập trái phép dữ liệu về công dân Nga và đồng thời liên kết động thái này với căng thẳng giữa Israel và Nga về vấn đề Ukraine và Syria theo số liệu của chính phủ Israel, thì có khoảng 7.000 người Do Thái đã di cư từ Nga đến Israel vào năm ngoái. Mặc dù là Israel không gửi viện trợ quân sự cho Ukraine, nhưng mà họ đã lên án hành động xâm lược của Nga đối với nước láng giềng. Mối quan hệ mạnh mẽ truyền thống với Moscow trở nên xấu đi vào tháng 5 sau khi Ngoại trưởng của Nga Sergei Lavrov nói rằng Hitler có tổ tiên là người Do Thái, khiến cho Israel tức giận. Tổng thống Mỹ ông Joe Biden hứa sẽ hành động vì khí hậu Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden đã công bố một loạt các biện pháp hành pháp vào ngày thứ tư để chống lại biến đổi khí hậu và cam kết sẽ có nhiều biện pháp cần tuân theo. Theo Tổng thống Biden, đang tìm cách thúc đẩy chương trình nghị sự về môi trường của mình sau khi nỗ lực trước đó đã bị đình trệ bởi các nhà lập pháp không ủng hộ và tòa án tối cao bảo thủ. Động thái này diễn ra khi mà nhiệt độ mùa hè tăng vọt, đồng nghĩa với khoảng 100 triệu người Hoa Kỳ đang phải sống trong cảnh nhiệt độ quá cao. Châu Âu cũng đang phải chống chọi với nhiệt độ cao bất thường. Ông đã có bài phát biểu công bố các biện pháp tại một nhà máy nhiệt điện than trước đây ở Massachusetts và cho biết chính quyền của ông sẽ làm bất kỳ điều gì cần thiết, có hoặc là không có sự hỗ trợ của các nhà lập pháp. Và ông nói rằng biến đổi khí hậu đại diện cho mối đe dọa hiện khứ theo nghĩa đen đối với quốc gia của chúng ta và đối với thế giới và rằng quốc hội đã không hành động như bình thường. Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang sẽ cung cấp 2,3 tỷ đô la tài trợ để cho các bang tăng cường khả năng chống chịu các đợt nắng nóng, hạn hán, trái rừng, lũ lụt, bão và các bảo hiểm khác bằng cách chuẩn bị trước khi thảm họa xảy ra. Ngoài ra, thì Tòa Bạch Ốc cũng tuyên bố ủng hộ ngành công nghiệp năng lượng gió ngoài khơi của nước Mỹ với vùng vịnh Mexico rộng lớn được xác định là khu vực có thể phát triển điện gió ngoài khơi. Kể từ khi ông Biden nhậm chức, hứa hẹn sẽ thực hiện các cam kết của chiến dịch nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Nhưng mà chương trình nghị sự của ông đã phải đối mặt với những thất bại lặp đi lặp lại. Trong ngày đầu tiên nhậm chức, thì Tổng thống đã ký một lệnh hành pháp để đưa Mỹ trở lại Hiệp định Khí hậu Paris. Tiếp sau đó là một thông báo đầy tham vọng rằng ông đang tìm cách làm giảm 50-52% cho đến so với mức của năm 2005 về ô nhiễm khí nhà kính rồng của Hoa Kỳ vào năm 2030. Tuy nhiên, đạo luật Build Back Better có chữ ký của Biden. Hồng sử dụng một khoản tiền 550 tỷ đô la được chuyển vào năng lượng sạch và các sáng kiến khí hậu khác, dường như là bị hủy diệt sau khi không nhận được sự ủng hộ nào cần thiết tại quốc hội nắng nóng gây gắt tấn công bờ biển phía đông và nam của Hoa Kỳ trong ngày thứ ba. Một đợt nắng nóng không ngừng vào ngày thứ năm dự kiến sẽ thiêu đốt bờ đông và miền nam của Hoa Kỳ trong ngày thứ ba. Nhiệt độ cao đến mức nguy hiểm khiến cho các nhà dự báo cảnh báo về nguy cơ mất nước và tiếp xúc với nắng gắt. Cảnh báo và khuyến cáo về nhiệt đã có hiệu lực từ South Carolina cho đến các vùng ở New England khi chỉ số nóng bức đạt tới 110 độ F, tức là khoảng 41 độ C ở Washington, DC và gần 100 độ F ở thành phố New York hôm thứ Năm. Dịch vụ về thời tiết quốc hội cho biết sức nóng dự kiến sẽ kèm hãm bờ đông trong suốt cuối tuần khi mà mức nhiệt độ cao hàng ngày được dự báo là duy trì ở mức 100 độ F trên toàn khu vực. Một số thành phố đã ban bố tình trạng khẩn cấp về nhiệt và mở các trung tâm làm mát trong các tòa nhà công cộng và đồng thời kêu gọi mọi người sử dụng các hồ bơi công cộng. Dịch vụ thời tiết quốc gia còn kêu gọi mọi người ở trong nhà tránh các hoạt động về thể chất, nặng nhọc và nên cung cấp đủ nước cho cơ thể. Vào đầu tuần này, ở một số địa điểm ở miền nam của Hoa Kỳ đã có nhiệt độ hàng ngày ở mức độ cao kỷ lục, bao gồm cả thành phố Wichita Falls ở Texas, nơi đã có nhiệt độ nóng cao nhất là 115 độ F vào ngày thứ Ba nắng nóng kỷ lục ở châu âu lan rộng đến ba lan và hy lạp di chuyển về phía đông và gây cháy rừng đợt nắng nóng rộng lớn bao phủ các vùng châu âu đã di chuyển đều đặn về phía đông hôm thứ năm khiến các quốc gia bao gồm ý ba lan và slovenia phải đưa ra cảnh báo về sức nóng cao nhất trong khi các nhân viên cứu hỏa đang phải chiến đấu với các đám cháy rừng trên khắp lục địa kể từ khi nhiệt độ ở miền nam châu âu bắt đầu tăng cao vào đầu tháng này đợt nắng nóng đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và làm bùng phát các đám cháy rừng thiêu rụi hàng chục ngàn hecta đất ở các quốc gia bao gồm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp. Hy Lạp là quốc gia đã chứng kiến một trận cháy rừng lớn xảy ra gần Athens trong hai ngày và bị lan rộng bởi gió lớn. Lực lượng cứu hỏa Hy Lạp đã giải quyết 390 vụ cháy rừng trong một tuần, trong đó có khoảng 50 đến 70 vụ cháy mỗi ngày. Tại Ba Lan, thì các nhà chức trách đã ban hành cảnh báo nắng nóng cho nhiều vùng của đất nước. Với nhiệt độ cao tới 36,7 độ C, tức là 98 độ F, đo được ở thị trấn phía Tây conic một đám cháy rừng lớn đã bùng phát gần thị trấn Brasco, miền nam nước này. Các nhân viên cứu hỏa cho biết hơn 50 hecta tức là 120 mẫu anh, cánh đồng đã cháy rụi và ngọn lửa đang di chuyển về phía một khu rừng. Tại Ý, các đám cháy ở Tuscany và Friuli-Venezia Giulia tiếp tục hành hành nhưng dường như không lan rộng. Tuy nhiên, một đám cháy bắt đầu ở miền bắc nước Ý gần Caso đã lan qua biên giới đến Slovenia, gây thiệt hại cho một khu vực rộng hơn 2.000 hecta. Về phía Slovenia, 400 người dân từ ba ngôi làng đã phải di tản vì đám cháy cháy rừng tiếp tục bùng cháy ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Hàng ngàn cư dân đã phải di tản khỏi làng El Hoyo de Pinar vì cháy rừng. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Mỹ phát hiện ca mắc bệnh bại liệt ở ngoại ô thành phố New York. Một trường hợp mắc bệnh bại liệt đã được xác định bên ngoài thành phố New York và đã được xác nhận bởi các quan chức y tế liên bang. Đây là lần đầu tiên Mỹ ghi nhận ca mắc bệnh bại liệt trong ít nhất 30 năm qua. Bộ Y tế bang New York cho biết, theo các xét nghiệm cho thấy, ca mắc virus rất dễ lây lan này ở quận Rockland có thể bắt nguồn từ bên ngoài nước Mỹ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, không có trường hợp nào mắc bệnh bại liệt bắt nguồn từ Mỹ kể từ năm 1979. Tuy nhiên, virus đã được đưa vào đất nước bởi những du khách mắc bệnh bại liệt, lần cuối cùng được ghi nhận là vào năm 1993. Trước đó vào tháng 6, Bệnh bại liệt đã được phát hiện trong các mẫu nước thải ở London. Dấu hiệu đầu tiên kể từ những năm 1980 cho thấy virus này có thể lây lan ở Anh nhưng không có trường hợp nào được phát hiện. Bệnh bại liệt xâm nhập vào hệ thần kinh và có thể gây tê liệt không hồi phục trong vòng vài giờ. Bệnh không có thể chữa khỏi nhưng nhiễm trùng có thể được ngăn ngừa bằng cách tiêm chủng. Các triệu chứng của bệnh bại liệt bao gồm các triệu chứng giống cúm như là đau họng, sốt, mệt mỏi và buồn nôn. Một cựu sĩ quan Minneapolis thủ án 2 năm rưỡi tù giam trong vụ liên quan đến cái chết của George Floyd. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Paul Magnusson đã kết án cựu sĩ quan Thomas Lane tại một phòng xử án liên bang ở St. Paul với tội danh cựu sĩ quan này đã tước đoạt quyền công dân của George Floyd và khiến anh thiệt mạng trong lúc bắt giữ anh. Cái chết của George Floyd vào thời điểm đó đã gây ra các cuộc biểu tình trên khắp thế giới chống lại bất công phân biệt chủng tộc. Cụ sĩ quan Lane, 39 tuổi, là một trong bốn sĩ quan được gọi đến một cửa hàng tạp hóa ở Minneapolis vào ngày 25 tháng 5, năm 2020. Họ đã bắt giữ Floyd vì nghi ngờ anh ta sử dụng tờ 20 đô la giả để mua thuốc lá. Trong cuộc chạm trán cụ sĩ quan cấp cao tại hiện trường là Derek Chauvin đã còng tay Floyd và ghi cổ anh ta xuống đất bằng đầu gối trong hơn 9 phút khiến anh ta tử vong. Vào tháng 2, Lane cùng với hai cụ sĩ quan khác là Tho Thao và Alexander Kong đã bị bồi thẩm đoàn liên bang kết tội vì liên quan đến cái chết của Floyd. Trong phiên tòa, các công tố viên liên bang lập luận rằng ba người đàn ông đã được biết từ quá trình đào tạo của họ và từ phép lịch sự cơ bản của con người rằng họ có nhiệm vụ phải giúp đỡ Floyd khi anh ta đang cầu xin sự sống của mình trước khi ngã khủy xuống dưới đầu gối của cựu sĩ quan Sophie. Trước đó vào tháng 7, cựu sĩ quan Chauvin đã bị kết án 21 năm tù giam vì tội vi phạm quyền công dân của Floyd. Ông cũng đã bị kết tội cố ý giết người cấp độ 2, giết người cấp độ 3 và ngộ sát cấp độ 2 trong một phiên tòa cấp tiểu bang vào năm 2021. Chauvin hiện đang thụ án đồng thời 22 năm rưỡi tù giam về tội danh đó. Một phiên tòa cấp tiểu bang dự kiến sẽ được bắt đầu vào tháng 1 đối với hai sĩ quan còn lại. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ muốn 90% xe thương mại được quét kiểm tra ở biên giới. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Gary Peters, Michigan, đã đề xuất là tăng cường kiểm tra các phương tiện và hàng hóa nhập cảnh vào Hoa Kỳ tại các cảng nhập cảnh bằng cách tăng cường sử dụng các hệ thống quét kiểm tra. Số người chết trên toàn quốc tại Hoa Kỳ do opioid tổng hợp, chẳng hạn như chất ma túy fentanyl, tiếp tục đạt mức kỷ lục. Một hệ thống kiểm tra không xâm nhập là một công cụ hiệu quả giúp cho các nhân viên hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ gọi tắt là CBP có thể ngăn chặn được những loại ma túy nguy hiểm này trước khi chúng gây hại cho cộng đồng. Vào năm 2021, thì CBP đã can thiệp hơn 189.000 thao ma túy bất hợp pháp bằng cách sử dụng các công nghệ này tại các cảng nhập cảnh. Peter đã giúp cung cấp cho CPP 520 triệu đô la cho các hệ thống này vào năm 2019 và đã cung cấp thêm nguồn lực kể từ đó, bao gồm 87 triệu đô la như là một phần của luật tài trợ của chính phủ đã được ký thành luật vào đầu năm nay. Luật của Peter sẽ bảo đảm cho CPP đang sử dụng các công cụ mà quốc hội đã cung cấp để tăng tốc độ quét tại các cảng nhập cảnh. Đạo luật mở rộng quét kiểm tra sẽ yêu cầu CPP sử dụng hệ thống máy quét kiểm tra để quét ít nhất là 40% phương tiện chở khách và ít nhất là 90% phương tiện thương mại vào Hoa Kỳ tại các cảng nhập cảnh trong năm tài chính 2024. Đạo luật chỉ đạo cho CPP thông báo ngắn gọn cho các ủy ban của quốc hội về tiến độ kiểm tra không xâm phạm trong năm tài chính 2024. Trong trường hợp CPP không thể đáp ứng các yêu cầu quét này trong năm tài chính 2024, thì dự luật sẽ chỉ đạo CPP gửi các báo cáo lên Ủy ban của Quốc hội về lý do tại sao CPP không thể đáp ứng các yêu cầu và kế hoạch bảo đảm tuân thủ trong năm tới. Luật cũng nhấn mạnh sự cần thiết của CPP để đạt được tỷ lệ quét 100% tại tất cả các cả nhập cảnh. Ấn Độ có nữ tổng thống đầu tiên đến từ dân tộc thiểu số một phụ nữ đến từ một cộng đồng dân tộc thiểu số ở Ấn Độ đã được lựa chọn để trở thành tổng thống mới của Ấn Độ. Bà Draupadi Momo, 64 tuổi, là một nhà lãnh đạo từ đảng Bharatiya Janata cầm quyền của Ấn Độ, đã được Quốc hội Ấn Độ và các cơ quan lập pháp của Ấn Độ bầu chọn trong cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm thứ Hai. Và bà Momo đã trở thành tổng thống đầu tiên đến từ cộng đồng dân tộc thiểu số của đất nước và là người phụ nữ thứ hai giữ chức vụ này. Bà Mermo là dân tộc thiểu số Senthal, là một trong những bộ lạc lớn nhất của Ấn Độ. Bà từng là một giáo viên trước khi bước vào chính trường và đã hai lần là nhà lập pháp trong đảng bảo thủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Bà Mermo sẽ thay thế Remnath Coven, là một nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc Hindu từ cộng đồng Dalit, là cộng đồng ở cuối thấp nhất trong hệ thống đẳng cấp phức tạp của Ấn Độ giáo. Các nhà lập pháp Ấn Độ sẽ bỏ phiếu bầu phó tổng thống mới của nước này vào tháng 8. Việt Nam phản đối việc bị Mỹ đưa vào danh sách đen buôn bán người. Việt Nam hôm 21 tháng 7 lên tiếng phản bác báo cáo buôn bán người mà bộ ngoại giao Mỹ vừa đưa ra. Trong đó, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia bị cáo buộc là có ít nỗ lực trong việc ngăn chặn hoạt động mại dâm hay là hỗ trợ lao động nhập cư. Báo cáo buôn người năm 2022 được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra hôm 19 tháng 7, đặc biệt lưu ý về vụ bê bối cưỡng bức lao động Việt Nam ở Ả Rập Xê Út. Theo báo cáo, thì chính phủ Việt Nam đã không quy trách nhiệm hình sự hành chính đối với hai nhà ngoại giao Việt Nam bị cho là đồng lõa trong việc buôn bán công dân ra nước ngoài, cũng như không thực hiện đủ nỗ lực để bảo vệ nạn nhân trong những trường hợp này. Bộ Ngoại giao Mỹ còn cáo buộc các cơ quan chức năng của Việt Nam gây rối và gây áp lực đối với những người sống sót và gia đình của họ. Báo cáo thường niên của Mỹ nói rằng chính phủ Việt Nam được cho là đã điều tra và phạt hành tránh 10 trong số 20 công ty tuyển dụng đưa người sang Ả Rập Xê Út, nhưng mà các quan chức lại không truy trách nhiệm hình sự đối với các công ty này trong việc tiếp tay cho các tội phạm buôn người. Chính phủ Việt Nam báo cáo sự sụt giảm việc truy tố các tội phạm buôn người trong năm thứ năm liên tiếp theo Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn theo báo cáo thì các quan chức Việt Nam thanh sát hàng ngàn cơ sở có nguy cơ buôn bán tình dục nhiều nhất nhưng mà lại không nhận diện được bất kỳ nạn nhân bị buôn bán tình dục nào trong quá trình này. Việt Nam bị đánh hạ một bậc xuống cấp độ 3 (Tier 3) cùng với 23 quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc và Triều Tiên, với nguy cơ bị hạn chế nhận viện trợ từ Mỹ trong tương lai. Tuy nhiên, Việt Nam cho rằng báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ trong đó đánh giá 188 nước và vùng lãnh thổ trong việc phòng chống buôn người, bảo vệ nạn nhân và xét xử những kẻ buôn người là không xác thực và không phản ánh đầy đủ, chính xác về tình hình và nỗ lực phòng chống mua bán người của Việt Nam. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam là Lê Thị Thu Hằng hôm 21 tháng 7 nói rằng, thời gian qua, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phòng chống mua bán người có sự vào cuộc và tập trung cao độ của tất cả các bộ, ngành và địa phương. Bà Hằng còn cho biết, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 và các văn bản chính sách pháp luật phòng ngừa mua bán người, lao động cưỡng bức, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Về mặt tích cực, thì Mỹ đã ghi nhận trong báo cáo mới đưa ra rằng Việt Nam đã thực hiện một số bước để giải quyết nạn buôn người và bắt đầu đánh giá để thực hiện dự thảo sửa đổi luật chống buôn người cũng như hỗ trợ nhiều nạn nhân hơn so với năm 2020. Trong một số các khuyến nghị mà Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra, đó là chính phủ Việt Nam cần phải phối hợp với các tổ chức phi chính phủ và xã hội nhân sự để sửa đổi luật chống buôn người. Theo bà Hằng cho biết, thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội hôm 18 tháng 7 cùng với các Bộ Quốc phòng, Công an và Ngoại giao đã ký quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc tỏ cho biết tại lễ ký quy chế rằng, phần lớn nạn nhân buôn bán người bị bán sang các nước có chung đường biên giới với Việt Nam, 20% sang các nước qua đường bộ, hàng không và đường biển. Vị thứ trưởng này đã được VN Express trích lời nói rằng, từ năm 2011 cho đến nay thì ngành công an đã xác minh giải cứu hàng ngàn nạn nhân bị mua bán. Việt Nam kêu gọi Mỹ hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới để có thể đánh giá đầy đủ về tình hình và nỗ lực phòng chống mua bán người của Việt Nam. Chúng tôi cũng sẵn sàng trao đổi với phía Hoa Kỳ cũng như các bên liên quan về những vấn đề hợp tác cụ thể để cùng nhau triển khai hiệu quả công tác phòng chống mua bán người, bà Hằng nói. Ba người đã tử vong vì bị bò hút tại lễ hội chạy đua với bò tót ở Tây Ban Nha. Chỉ trong vòng 24 giờ, ba người đàn ông đã chết vì vết thương mà họ gặp phải khi đang tham gia lễ hội chạy đua với bò tót ở miền đông của Tây Ban Nha. Ở Picassan, một vùng ngoại ô phía nam thành phố Valencia, một người đàn ông 56 tuổi đã bị một con bò tót hút tung lên trên không và bị chấn thương sọ so não. Người đàn ông là một cư dân địa phương của thị trấn đã chết hôm thứ Ba sau khi trải qua 9 ngày chăm sóc đặc biệt vì chấn thương nặng ở đầu. Thị trấn Piscassan đã tổ chức một ngày tang vào thứ Tư để thương tiếc cho cái chết của ông. Trong khi đó, thì ngay phía bắc thành phố Valencia, ngoại ô Maliana, một người đàn ông khoảng 50 tuổi cũng đã chết hôm thứ Ba sau khi một con bò tót đâm thủng phổi một ngày trước đó thì một du khách 64 tuổi người Pháp cũng đã tử vong sau khi một con bò tót hút chết ở một thị trấn gần Alicante. Những tai nạn do bò tót hút người không phải là hiếm hoi trong các sự kiện chạy đua với bò tót. Chỉ riêng năm nay đã có 478 người bị thương trong các sự kiện này. Lễ hội đua bò tót là một truyền thống lâu đời ở Tây Ban Nha. Tại lễ hội này, nhiều nhóm người sẽ chạy phía trước một hoặc là nhiều con bò đực qua các thị trấn khác nhau. Truyền thống gây tranh cãi từ lâu đã vấp phải sự chỉ trích từ các nhóm bảo vệ quyền động vật, những người cho rằng hoạt động này nguy hiểm cho cả động vật và công chúng. Liều mạng giải cứu 5 trẻ em trong đám cháy, một người hùng giao bánh pizza đã nhận được khoản quyên góp hơn nửa triệu đô la Mỹ. Một chiến dịch GoFundMe đã quyên góp được hơn nửa triệu đô la Mỹ dành cho một người đàn ông giao bánh pizza ở Indiana Người đã bị thương trong lúc giải cứu hai trẻ em và ba thiếu niên khỏi một ngôi nhà đang cháy vào tuần trước. Anh Nicholas Bostick, 25 tuổi, đến từ Lafayette, Indiana, đã được ca ngợi là người hùng sau khi anh đã giải cứu năm trẻ em. Vào thời điểm đó thì anh Bostick đang lái xe trên đường vào ban đêm và phát hiện một ngôi nhà đang bốc cháy. Ngay lập tức, anh Bostick đã liều mạng để giải cứu những đứa trẻ bị mắc kẹt ở tầng trên, bao gồm một em bé một tuổi, một đứa trẻ 6 tuổi và ba thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi. Anh Bostick thậm chí còn nhảy ra khỏi cửa sổ với đứa trẻ 6 tuổi mà anh ẩm trên tay. Anh Bostick sau đó phải bay đến Indianapolis để điều trị vì bị ngạt khói nghiêm trọng với một vết thương lớn trên cánh tay phải. Trên cơ thể anh cũng có những vết đứt, những chỗ bị bỏng, phòng rợp và phải điều trị nhiều ngày trong bệnh viện. Người anh họ Richard Stair của anh Bostic sau đó đã tạo ra trang GoFundMe để gây quỹ cho các hóa đơn bệnh viện của anh, với mục tiêu ban đầu là 100.000 đô la Mỹ. Tính đến thời điểm hiện tại, trang GoFundMe của họ đã thu được ít nhất là 516.000 đô la Mỹ quyên góp. Thông tin cập nhật được người anh họ Richard Stair đăng trên trang của chiến dịch vào ngày 16 tháng 7 cho biết anh Bostic đang cảm thấy ổn định và tinh thần của anh đã trở nên tươi tắn hơn sau vụ việc. Liên quan đến ngành giải trí, nữ diễn viên Amber Heard tìm cách đảo ngược phán quyết rằng cô ấy đã nói xấu chồng cũ Johnny Depp. Hôm thứ Năm, nữ diễn viên Amber Heard đã đệ đơn kháng cáo quyết định của bồi thẩm đoàn Virginia vào tháng trước. Trong đó chỉ ra rằng cô đã phỉ bán chồng cũ Johnny Depp khi tuyên bố trên một tờ báo rằng cô là nạn nhân của bạo lực tình dục. Sau phiên xét xử trên truyền hình kéo dài 6 tuần, bồi thẩm đoàn gồm 7 người đã kết luận rằng cô Hurt đã nói xấu ông Depp và ngôi sao cướp biển vùng Caribbean đã được bồi thường 10,35 triệu đô la Mỹ tiền bồi thường thiệt hại. Bồi thẩm đoàn cũng xác định rằng cô Hurt đã bị bồi nhọ trao cho cô quyền được nhận 2 triệu đô la Mỹ tiền bồi thường. Tuy nhiên, nhóm pháp lý của cô Hurt đã đệ trình thông báo kháng cáo lên tòa phúc thẩm Virginia tìm cách lật lại phán quyết ngày 1 tháng 6 của tòa án cấp dưới. Các luật sư của cô Hurt lập luận rằng nữ diễn viên đã nói sự thật và các bình luận của cô ấy được coi là tự do ngôn luận theo tu chính án đầu tiên của Hiến pháp Mỹ. Việc nộp đơn được đưa ra sau hơn một tuần, kể từ khi một thẩm phán đã từ chối yêu cầu mở một phiên tòa mới mà nữ diễn viên đã đưa ra. Khi tìm kiếm phiên tòa mới, các luật sư của cô lập luận rằng một trong những bồi thẩm viên đã tống đạt văn bản tố tụng không đúng quy định bướm vua bắc mỹ được xếp vào danh sách nguy cơ tuyệt chủng trên toàn cầu các nhà bảo tồn quốc tế hôm thứ tư cho biết bướm vua loài bướm di cư theo cả hai hướng từ bắc vào nam và rồi từ nam lên phương bắc như là các loài chim đang bị đe dọa tuyệt chủng trong hàng thiên niên kỷ loài bướm vua đã biến các khu rừng ở bắc mỹ trở thành những chiếc kính vạn hoa màu sắc trong những cuộc di cư hàng loạt và ngoạn mục nhất của tự nhiên vào mỗi mùa thu thì những con bướm vua chi cư sẽ bay hàng ngàn dặm từ các khu sinh sản ở miền đông của nước Mỹ và Canada để dành cả mùa đông tụ tập chặt chẽ với nhau trên cây cối ở Mexico và California. Theo các nhà khoa học, ước tính vào những năm 1990 thì dân số loài bướm này đã lên tới con số hàng triệu con. Nhưng mà hiện chúng đã bị thu hẹp hơn 85% trong hôm thứ Tư thu lại bốn vua đã được xếp vào danh sách nguy cấp của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, gọi tắt là IUCN. IUCN cho biết, hơn 41.000 loài bướm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, mà theo các nhà khoa học gọi là sự kiện tuyệt chủng hàng loạt lần thứ sáu của hành tinh và là lần đầu tiên do con người gây ra. Cùng với sự xuất hiện của bốn vua di cư trong danh sách các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng, là tất cả các loài họ cá tầm còn lại. Loài cá lớn tiên sử được tìm thấy ở Âu Á và Bắc Mỹ sau nhiều thế kỷ bị đánh bắt quá mức để lấy thịt và trứng cá tầm caviar. Trong số 26 loài cá tầm thì 17 loài hiện nay được coi là cực kỳ nguy cấp. Gấu trúc được khổng lồ già nhất thế giới chết ở tuổi 35 ở Hồng Kông. Một con gấu trúc được khổng lồ già nhất thế giới đã chết ở tuổi 35 tại công viên giải trí ở Hồng Kông sau khi sức khỏe bị suy giảm. Con gấu trúc có tên là An An đã sống phần lớn cuộc đời của mình tại Ocean Park khi mà An An và một con gấu trúc cái được Trung Quốc tặng cho Hồng Kông vào năm 1999. Con gấu trúc cái đã qua đời vào năm 2016 ở tuổi 38. An An đã trở thành con gấu trúc già nhất. Ocean Park thương tiếc An An như là một thành viên trong gia đình đã lớn lên cùng với công viên và xây dựng mối quan hệ với người dân địa phương và khách du lịch. An An bị huyết áp cao, một tình trạng phổ biến ở cấu trúc già. Hơn ba tuần qua, An An đã không để mắt tới những người khách đến thăm công viên khi sức khỏe ngày càng xấu đi. An An đã ngừng ăn thức ăn rắn và ít hoạt động hơn đáng kể trong những ngày gần đây. An An đã được cấp phép để kết thúc sự đau khổ thêm vào sáng ngày thứ năm khi các bác sĩ thú y từ công viên đại dương tên là Ocean Park và chính quyền đã tham khảo ý kiến của Trung tâm Bảo tồn và Nghiên cứu Gấu Trúc Khổng lồ ở Trung Quốc. An An đã sống một cuộc đời trọn vẹn và kết thúc ở tuổi 35 đáng kính, tương đương với 105 tuổi của con người. Hồng Kông đã được tặng một cặp gấu trúc khác, đó là Diên Diên, một con cái và một con đực Lily vào năm 2007 để kỷ niệm 10 năm ngày thành phố trở lại với Trung Quốc. Trung Quốc thường tham gia vào ngoại giao gấu trúc, trong đó thì các loài động vật có phú chỉ có ở Trung Quốc sẽ được cho các nước khác thuê như là một dấu hiệu của thiện chí. Và sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá đồng đô Canada, giá dầu và giá vàng. Vào cuối ngày giao dịch, một Canada bằng 0,7755 đô la Mỹ và bằng 0,7604 đồng euro. Một Canada thì bằng 18.177 đồng Việt Nam, 1 đô la Mỹ bằng 23.431 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 96,31 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 104 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1.717,30 đô la Mỹ một ounce. Và phần tỷ giá cũng đã kết thúc bản tin sáng ngày 22 tháng 7 hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị một ngày mới an lành và một cuối tuần tràn ngập niềm vui hoàng anh tuấn liêm xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo